ban nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo khoa học cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc xác định cây con chủ lực của tỉnh Nghệ An. Nghệ An đề xuất tuyển dụng thêm 5.000 biên chế giáo viên. Thực nghiệm hiện trường 15 vụ trộm điện thoại tại các bệnh viện. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của báo Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có các đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy có 5 chi bộ với 55 đảng viên, trong đó có các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội đã đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ 2020-2025, nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 và thảo luận của các đảng viên. Đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cũng đã có phát biểu chỉ đạo đại hội, nêu lên một số nội dung, tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện để xây dựng hình ảnh văn phòng cấp ủy và hình ảnh người cán bộ đảng viên công chức, người lao động văn phòng tỉnh ủy theo tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, tận tụy, tận tình, chu đáo, giữ vững nguyên tắc. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với 7 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành đã bầu Bí thư Đảng ủy khóa mới là đồng chí Phạm Trọng Hoàng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy là đồng chí Tôn Mạnh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Bầu Ủy ban kiểm tra gồm 3 đồng chí và chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Ban chấp hành khóa mới đã ra mắt nhận nhiệm vụ. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đi dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 20 thông qua nghị quyết đại hội. Dịp này, một tập thể và 5 cá nhân được khen thưởng trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Nghệ An sẽ có thêm nhiều cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Đây là khẳng định của đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội thảo khoa học cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc xác định cây con chủ lực của tỉnh Nghệ An. Hội thảo có sự tham dự của nhiều chuyên gia về lĩnh vực nông nghiệp. Giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo ngành nông nghiệp và các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện đề án phát triển cây con chủ lực, đạt được những kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành giai đoạn này đạt 4,8%. Tuy nhiên, Nghệ An còn gặp nhiều khó khăn bất cập trong thực hiện các cây con chủ lực. Dự kiến 10 trên 21 chỉ tiêu của đề án không đạt hoặc khó đạt mục tiêu đề ra, như sản lượng lạc, chanh leo, chè búp tươi, cao su mủ khô, dược liệu, tổng đàn hươu, tổng đàn bò, bê sữa và sản lượng sữa tươi, thịt lợn và sản lượng tôm. Tại hội thảo đã có 10 tham luận của các chuyên gia phân tích định hướng lựa chọn các cây con chủ lực, đồng thời đề ra những giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ trong phát triển nông nghiệp, nông thôn nói chung. Nhiều tham luận có tính gợi mở, mang tính chiến lược cao. Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, tới đây tỉnh sẽ cân nhắc việc xác định cây con chủ lực phải đúng là sản phẩm hàng hóa mang tính thương mại, có tỷ trọng lớn, tạo được hiệu ứng cao đối với lĩnh vực nông nghiệp và sẽ có thêm nhiều cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Lê Ngọc Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Hùng Vũ, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của ngành lao động thương binh và xã hội, đồng thời lưu ý ngành thực hiện tốt các vấn đề, nâng cao chất lượng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề, thực hiện tốt chính sách người có công, chăm lo công tác an sinh xã hội, chính sách xóa đói giảm nghèo, công tác đền ơn đáp nghĩa. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ công chức, không để xảy ra sai phạm, nhất là hiện tượng trục lợi chính sách. Luôn tâm huyết với công việc, với đất nước và nhân dân. Dịp này, có 2 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 5 tập thể và 14 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 3 tập thể và 5 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh. Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, bầu 3 đại biểu dự đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh và cấp bộ giai đoạn 2015-2020.
Đoàn giám sát thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Cao Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dẫn đầu, vừa có cuộc giám sát việc thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tại huyện Nghĩa Đàn. Qua làm việc với cơ sở và Ủy ban nhân dân huyện, đoàn ghi nhận sự quan tâm triển khai các cơ chế chính sách theo các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, đặc biệt trong thực hiện chính sách nông nghiệp. Qua đó đã tạo chuyển hướng tư duy của người nông dân theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất. Ghi nhận những khó khăn vướng mắc và các kiến nghị của huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổng hợp và nghiên cứu để kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh các ngành sửa đổi. Một thông tin thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân đó là trước tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng, Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất với Bộ Nội vụ cho thêm 5.000 biên chế, trong đó cần 3.000 biên chế cho bậc tiểu học và 2.000 biên chế cho bậc mầm non. Được biết, hiện nay tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành giáo dục Nghệ An là gần 50.000 người. Công an thành phố Vinh vừa tiến hành thực nghiệm hiện trường các vụ trộm tài sản ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Đối tượng trong vụ án này là Nguyễn Ngọc Thái, sinh năm 1981, trú tại xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Lợi dụng bệnh viện đông người và sự lơ là của bệnh nhân cũng như người thân chăm sóc, trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 5 năm 2020, đối tượng đã trà trộn vào các bệnh viện để lấy trộm điện thoại. Đến nay, đối tượng đã thực hiện 15 vụ trộm. Bước đầu, Công an thành phố Vinh chứng minh được số tiền thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận do nghiện ma túy, lại không có nghề nghiệp ổn định nên đã trộm cắp để lấy tiền tiêu xài. Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đang tạm giữ đối tượng để điều tra làm rõ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin chào buổi sáng của báo Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.